màn hình Android của hãng WebVision X8 Pro này sẽ có tích hợp một cái app là WebVision Voice. Thì cái app WebVision Voice này, khi các bác dẫn đường thì các bác có thể lựa chọn ba loại bản đồ dẫn đường. Thứ nhất là Vietmap X1, thứ hai Navitel và cái thứ ba là Google Maps. Thì làm thế nào để lựa chọn bản đồ? Thì các bác vào app xong, các bác bên này có cái mục setting này, có một chọn bản đồ này. Rồi các bác kích vào đây cho mình. Thì có ba loại bản đồ này: Google Maps, Navitel và Vietmap. Thì các bác ưa thích loại bản đồ dẫn đường nào thì các bác lựa chọn cho mình nhé. Ví dụ mình chọn Navitel đây. Ok, các bác quay trở ra này. Dẫn đường đến cầu Rồng Đà Nẵng. Ok, như vậy là nó sẽ sử dụng bản đồ Navitel để dẫn đường cho các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của mình.